À, chào các em, chúng ta tiếp tục nghiên cứu bài giảng số 2, tính chất học của amino acid. Mình nghiên cứu phần 2, tác dụng với acid. Chúng ta sẽ khảo sát trường hợp thứ nhất, đó là trong phân tử amino acid có một nhóm chất NH2, một nhóm chất COOH. Thì trong trường hợp này nó sẽ rơi vào glycine, alanine, valine, và lâu lâu người ta cho chúng ta là người vô hình. Đây là 2C, 3C, 4C và 5C. NVH là người vô hình nhưng phải nhà văn hóa nha. Rồi, thì đây là cấp R. Đây, nếu một nhóm CH2 thì nó là gly, C2H4 thì nó là ala, C3H6 là người vô hình, C4H8 là valine. Thì chúng ta biết là bản chất của chúng ta đi tác dụng acid thì chúng ta phải kiếm phần bazơ. Đây là bazơ. Bây giờ khi chúng ta, đây là bazơ này, đây là acid này, thì bản chất NH chúng ta sẽ cộng vào đây để biến thành NH3 cộng CL trừ, em hiểu chưa nào? Rồi, nếu mình lấy cái dung dịch thu được sau vẫn là dung dịch này đi tới dùng tiếp với NaOH thì cái đó là chúng ta biết NaOH chúng ta là một bazơ. Thằng này là axit, thằng này là axit, như vậy trong này đây là một axit, đây là một axit. Như vậy đây có hai axit, đây một bazơ thì cần hai bazơ để trung hòa. Bản chất là natri sẽ kết hợp với OH. Đối với trường hợp thứ nhất là natri kết hợp với CL để tạo thành NaCl. NH3 kết hợp với OH biến thành NH3OH nhưng kém bền biến thành NH2 và nước. Còn vừa dưới này thì natri chúng ta thế vào đây, hydro kết hợp với oxy biến thành nước. Vậy đó mình ghi hai bản chất nha. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm cho bạn một ví dụ. Rồi, người ta nói như sau: để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 11,7 gram valine thì cần V-lít 2CL, yêu cầu chúng ta tính giá trị của V. Ở đây mình sẽ liệt kê lại cho bạn. Valin là gì? Valin là 5C, một nhóm chất COOH và một nhóm chất NH2. Rồi, về valin này, valin là trong này chúng ta có một COOH này, một NH2 này. Tổng mình 5C mà hiện hữu ở đây chúng ta có 1C rồi thì còn đây là 4C. Nghe kỹ. Ở đây chúng ta lưu ý cho thầy là cái C của mình là C4H10 mà chúng ta thế hai nhóm thế vào. Đó là COH và nhóm chất NH2 đúng không? Hai cái thằng này thế vào thì ở đây nó còn là C4H8. Đó. Rồi, ở bản chất ở đây là nó đi tới dùng với HCl. Ở đây có từ vừa đủ em nha. Vừa đủ là gì? Cả hai đều hết. Thì bạn biết đây HCl là axit, đây là bazơ. Như vậy HCl chúng ta sẽ cộng vào vị trí của NH2 tạo thành C4H8 COOH. Mà bên này là NH3 cộng CL trừ. Đó. Rồi, về phân tử khối này mình có 5 ngón tay đúng không? Gly, ala và 75, 89, 110, 117. Như vậy lấy 11 7 chia 117 thì số mol thằng này bằng 0,1 mol. 0,1 thì chuyển qua đây là 0,1. Như vậy cái đó V chúng ta bây giờ sẽ bằng, em lấy 0,1 em chia cho 1 và bằng 0,1 lít. Hay nói khác là bằng 100 ml. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn là câu A. Ta lưu ý này, ở đây số mol muối chúng ta là 0,1 mol. Ở đây đề có thể nói như sau, nghe kỹ. Cho valin tác dụng vừa đủ với HCl, thu được dung dịch rồi lấy dung dịch đó đi tác dụng với NaOH, khỏi số mol NaOH tham gia phản ứng. Ok. Thì bây giờ chúng ta nghe kỹ. Thì ở đây nếu mà đề cho như vậy á, thì chúng ta sẽ có hai cái làm. Cái làm đầu tiên của chúng ta, đó là chúng ta ghi phương trình của valin với HCl ra để tạo ra muối. Vì vẫn vừa đủ thì HCl hết, như vậy chúng ta lấy cái muối này đi tác dụng tiếp với NaOH, COOH. C, đây là NH3 cộng CL trừ. Rồi bây giờ chúng ta nghe kỹ này. Cứ một nhóm chất COH thì cần một NaOH. Cứ một clo cần một NaOH. Như vậy trong trường hợp này chúng ta cần hai NaOH. Hay nói khác như thế này, cứ bộ phận nào có chứa nhóm chất COH thì nó là axit, có chứa clo nó là axit. Như vậy trong này chúng ta có hai axit. Được chưa? Như vậy bản chất như sau. Cái C4H8 chúng ta để lại COO
Bây giờ nếu mà nào hắc phấn ở trên này thì nó sẽ nắc đi thế vào đây. Hydro sinh ra sẽ kết hợp với OH bên NaOH để tạo ra nước. Đó là nào hắc thứ nhất. Còn nào hắc thứ hai này, bản chất là clo sẽ kết hợp với Na để biến thành NaCl. Được chưa? Rồi, OH thế vào đây thì nó biến thành NH3 cộng OH trừ. Hay nói khác là NH3OH, nhưng NH3OH chúng ta thì kém bền, biến thành NH2 cộng cho H2O. Đó. Bài này dễ thôi, nhưng mà mình phải giảng rõ bản chất cho bạn hiểu. Rồi. Bây giờ số mol thằng này là 0,1 mol thì cái đó số mol NaOH đây là 0,2. Như vậy, nếu người ta hỏi NaOH thì chúng ta vẫn làm được bình thường. Bây giờ người ta cho như sau thì đố em biết được như thế này. Người ta cho valine. Đây mình nói đủ nhiều thứ luôn. Đây là những bài tập rất là dễ thôi. Đây đủ nha. Rồi, điều yêu cầu chúng ta là hỏi công thức của y. Bây giờ nếu mà hỏi công thức của y, không lẽ là em đi em ghi như thế này đúng không em? Rất là mất thời gian. Bây giờ mình chỉ cho bạn nè. Bây giờ em phải hiểu là được cái chất đầu và chất cuối thôi là được. C đây là C4H8 này. COOH và đây là NH2. Rồi chúng ta có triết lý như thế này. Nghe kỹ. Khi cái valine này đi qua axit, được chưa? Thì cái X này chúng ta sẽ thu được phần axit. Phần axit là gì? Thì đây, phần axit thì mình giải thích cho bạn như sau. Phần axit ở trong này nó phải có nhóm chất COOH và có chứa clo là phần axit. Còn khi qua bazơ thì trong y này chúng ta phải có chứa nhóm có chứa natri đúng không? Một nhóm natri và Na, NH2. Đây là bazơ, đây là axit. Như vậy dựa vào đây mình sẽ có như sau. C4H8 mình giữ lại. C4H8 COO NH2. Chúng ta biết là NH2 chắc chắn là bazơ. Nó lại này, khi một amino axit qua môi trường axit thì chúng ta sẽ thu được nó có chứa axit. Axit là chứa hai bộ phận COH và clo. Còn nếu nó qua bazơ thì nó sẽ thu được môi trường có bazơ. Môi trường có bazơ đây là chứa natri và NH2. Như vậy NH2 thì chuẩn rồi, natri chưa chuẩn. Cái COH chưa chuẩn thì chúng ta biến thành natri vào đây là xong. Cái đó nó thỏa mãn là có hai bazơ. Được chưa em? Và em nhìn thấy đây được chưa? Đó, đây là cái kinh nghiệm để mà chúng ta làm cho nó tốt hơn. Thế thôi. Như vậy nếu đề bài cho như thế này, cho valine, cho tác dụng HCl thu được hỗn hợp X, rồi lấy cái hỗn hợp X này đi tác dụng với NaOH để thu được Y. Thì bây giờ gặp bài toán như thế này thì chúng ta sẽ quy đổi. Chúng ta quy đổi như sau, nghe kỹ. Chúng ta coi thử nha. Ở đây mình sẽ quy đổi về dạng là valine đi tác dụng với HCl, đúng không ạ? Cái này là hỗn hợp X. Rồi, cứ hiểu khi mà người ta cho valine tác dụng với HCl, nhưng ở đây chúng ta có thể coi như là hai thằng này không tác dụng với nhau và coi như là đây là hỗn hợp X, khi đó nó mới đi tác dụng với NaOH. Thì chúng ta hiểu này, vì NaOH chúng ta là một bazơ, do đó hỗn hợp này phải là gì? Là một axit đúng không em? Valine như ta mình công thức rồi thì không nói nữa. Như vậy sản phẩm chúng ta thu được này. Đối với valine nhé, đối với valine thì nó thu được ở đây là C4H8 này, COO Na này, NH2 này. Đúng không? Còn với HCl thì sao? HCl thì nó sẽ tạo thành NaCl và nước chứ nè. Đó. Em thấy đơn giản chưa? Đó là cái phương pháp để chúng ta làm những cái bài tập mà người ta cho nó qua hai giai đoạn. Còn trong bài tập này nó rất là dễ, tuy nhiên mình muốn nói nhiều hơn để mình hiểu rõ hơn. Ngược lại tình thế cho bạn coi, đây. Đúng không? Chúng ta để này. Và sau phưởng thì chúng ta thu được cái gì? Đây, sau phưởng mình thu được này. Đúng không ạ? Cho tác dụng với HCl rồi thu được cái gì đó, rồi cho nó tác dụng tiếp với NaOH thì kết quả cuối cùng thu được cái gì? Thì mình để ý này, hai vế này là rút gọn đúng không em? Thì cuối cùng phải về thằng này cộng HCl cộng cho NaOH không? Tạo ra thằng này nước và gì NaCl, khớp chưa? Em hiểu không ạ? Hay nói khác là chúng ta sẽ gộp hai quá trình vào một đấy. Đó, đây là cái phương pháp mà để chúng ta làm nhanh những cái câu mà kiểu câu dạng khó. Rồi chúng ta đến cái số 2 này. Được chưa? Số 2 là trong phân tử amino acid chúng ta chứa một nhóm chất NH2 và hai nhóm chất COH chúng ta thường gặp là glu.
Glu là có một NH2, hai COH và có 5C. Đây, một NH2, hai COH, tổng 5C mà hiện hữu ở đây 2C rồi. Thế đây còn lại là 3C. Đúng nguyên bản của hãng là C3H8, nó đi từ ancan em, nó thế hai thằng vào. Thế ba thằng vào là NH2 và hai nhóm chất COH, như vậy nó mất đi ba hydro thì còn lại là C3H5. Chúng ta phải hiểu được cái công thức dần rút gọn nó như thế này thì chúng ta làm bài tập mới dễ được. Rồi. Khi chúng ta đi tới dùng HCl thì chúng ta biết HCl chúng ta là một axit, NH2 là một bazơ. Bản chất HCl sẽ cộng vào đây để biến thành NH3 cộng Cl trừ. Còn cái nhóm chất COH này giữ lại, được chưa? Nếu ở đây mình lấy cái hỗn hợp, lấy cái tính chất thu được sau phản ứng, chúng ta đi tới dùng với NaOH thì đây mình đánh giá này. Đây là một axit và đây là hai axit nữa. Như vậy tổng đây có 3 axit thì cần 3 NaOH tham gia phản ứng. Trong đó một NaOH tại đây và hai NaOH tại đây. Em có thể ghi như vậy cũng được. Cái đó là gì? Cái này nó biến thành NaCl cộng cho nước. Cái này nó thay thế vào đây. H cái hợp với OH để biến thành H2O. Hai nước cộng cho một nước trên này nữa là ba nước, hiểu cho em. Chúng ta lấy ví dụ 2 nè. Cho M gamma axit glutamic tác dụng với HCl dư thu được muối, điều cần chúng ta tính giá trị M. Đây chúng ta có như sau. Glu là có hai nhóm chất COH, chúng ta ghi như thế này cho nó rõ này. Đó. Đây là NH2. Tổng mình là 5C. Đây 2C thì còn 3. C3H8 mà trừ đi 3 thằng thế vào thì còn là C3H5. Mình đi tác dụng với HCl. Bản chất ở đây là gì? Bản chất ở đây là HCl chúng ta sẽ cộng vào NH2 thế thôi. Nó biến thành C3H5. COOH. COOH. Và đây là NH3 cộng Cl trừ. Rồi, ở đây người ta cho đây là m gam và ở đây là 1,5 trừ đi 2,96 m, 1,5 m trừ đi 2,96 gam. Rồi, điều cầu chúng ta tìm giá trị m thì bài này dễ lắm em ơi. Để tìm m thì ở đây chúng ta dùng tỷ số m lớn chứ m đề chứ m phương trình thôi. Đây là khối lượng đề cho này, chia cho m phương trình. Rồi. À, cái m lớn của axit glutamic của chúng ta là 147. Mình nhớ năm ngón tay bữa trước ta chạy đó. Gli, ala, va, li, glu 2 3 5 6 5 7 5 8 9 117 146 147, ok chưa? Rồi, như vậy chúng ta biết là khi từ một glu mà chúng ta tạo thành muối này thì nó sẽ bằng 147 lực của glu này cộng cho cái HCl cộng vào, tức là 36,5. Từ đây em sẽ tính được cho thầy M bằng bao nhiêu. Tính đi. Mười một phẩy bảy sáu. Ok, 11,76. Như vậy câu này vẫn là câu dễ, không khó. Ở đây mình sẽ mở rộng cho bạn. Đây. Bây giờ mình sẽ nói lại cái lý thuyết này. Bây giờ nếu mình thu được cái dung dịch này. Bây giờ mình lấy cái thằng này mình đi tác dụng với NaOH. Đúng không ạ? Mình cho muối này đi tác dụng với NaOH thì NaOH chúng ta là bao nhiêu? C3H5 này. COOH. Chúng ta ghi như thế này thì nó sẽ rõ hơn, ghi hai nhóm chất COOH. NH3 cộng Cl trừ. Đây này mình ghi cho các bạn là gộp như thế này. Gộp như thế này thì chúng ta hơi khó nhìn. Thì tốt nhất chúng ta ghi rời cho thầy đi. Ở đây chúng ta đi tác dụng với NaOH này. Em ta nghe này. Ở đây có hai axit thì cần hai NaOH, thêm một clo nữa là ba axit thì chỗ của này cần ba NaOH. C3H5. C3H5. COO chúng ta gắn nắc ti vào. COO gắn nắc ti vào. Được chưa? Rồi, cái đó trên này nó sẽ tạo ra hai nước đúng không em? Đúng không? Còn dưới này là natri kết hợp với Cl để tạo thành NaCl. Rồi, NH3 cộng OH trừ, tức là NH3OH. NH3OH thì kém bền, biến thành NH2 cộng cho nước. Như vậy ở đây chúng ta cần một nước nữa là ba nước. Đó. Được chưa? Bây giờ mình vận dụng triết lý này. Nếu ở đây người ta cho glu qua HCl thu được X
rồi lấy cái x đó cho qua nào hết thu được y, thì hỏi công thức của y là gì. Bây giờ mình sẽ gói như sau nha. Glu này, glu này là ghi tắt qua xích glutamic em nha. Mình cho qua HCl này, bây giờ đủ này để thu được x này. X này chúng ta cho qua NaOH đủ này để thu được y này. Hỏi y công thức là gì? Thì bây giờ mình sẽ chỉ bạn một lần cuối cùng nha. Chúng ta chỉ cần hiểu được cái glu và thằng y thôi, còn thằng x mình bỏ qua hết. Glu chúng ta là hai axit, một bazơ, tổng 5C mà hiện hữu ở đây 2C rồi, thì còn đây là C3H5. Rồi cái đó thằng y mình thu được ở đây là C3H5, COO, COO, NH2. Bây giờ chúng ta nghe kỹ, cái cuối cùng ở đây là qua bazơ thì thằng y thì phải có môi trường bazơ. Là bazơ thì lấy cho mình là có dạng COO Na là một này và NH2, ok chưa? Như vậy gắn nắc tê vào, gắn nắc tê vào hết, rất là dễ mà. Rồi chúng ta đến cái tình huống thứ ba, đó là lysine. Lysine là trong bản thân có chứa hai nhóm chất NH2 và một nhóm chất COH. Ở đây là bazơ lớn hơn axit. Thằng lysine này sẽ làm quỳ tím chuyển sang màu xanh và phenol phthalein chuyển sang màu hồng. Thằng này có tất cả là 6C và phân tử khối là bằng 146. Rồi đây glycine này, glycine là có hai nhóm chất này và một thằng này, tổng 6C, đây 1C thì còn lại 5C. Chúng ta hãy nhớ nó đi từ ancan C5H12, chúng ta trừ đi ba nhóm thế thì nó còn lại là C5H9. Rồi khi tác dụng với HCl này thì bản chất là gì? HCl chúng ta là một axit, đây là một bazơ, nó cộng vào đây, được chưa? Rồi sau đó mình lấy cái thằng muối này mình đi tác dụng với NaOH, thì bạn biết đây là hai axit, đây một axit là ba axit, thì còn ba NaOH, được chưa? Ba NaOH thì cái đó nó sẽ tạo thành là C5H9. Bản chất NaOH cộng vào đây thì clo sẽ kết hợp với natri để biến thành hai NaCl, NH3OH, NH3OH thì nó sẽ biến thành NH2, NH2 và hai nước. Rồi dưới này nó biến thành CONa và một nước, như vậy tổng đây có ba nước. Rồi bây giờ người ta, mình đến cái ví dụ 3 này. Ở đây người ta cho argam glycine đi tác dụng với 250 ml dung dịch HCl 1m, yêu cầu chúng ta tính A. Bây giờ glycine của chúng ta là gì? Glycine này, glycine của mình là 6 carbon, đúng không ạ? 2NH2. Những thông số về nó, một nhóm chất COOH và phân tử khối thằng này là bằng 146. Rồi tiếp. Rồi bây giờ chúng ta đến này. Bây giờ lysine chúng ta ghi rõ ra này, NH2 COOH. Nên mà làm cho bạn hiểu bản chất thôi, nhưng mà nếu trắc nghiệm mà làm như thế này thì nó mất thời gian lắm. Hiểu đã rồi, tính tiếp. Đây còn 6C thì còn lại là C5, C5H12 mà trừ đi 3 thì còn lại C5H9. Rồi chúng ta đi tác dụng với HCl. Em nghe kỹ, đừng nghe kỹ này. Ở đây á, ở đây mình có 2 bazơ, đây một axit thì còn 2 axit. Cho bài đây là C5H9. Chúng ta tách NH2 ra kiểu kia thì nó dễ nhìn hơn. NH3 cộng CL trừ, NH3 cộng CL trừ. Còn đây là COOH. Rồi cái số mol thằng này là 0,25 mol, thì mình chuyển qua đây, 0,25 nhân 1 chia 2 thì thằng này bằng 0,125 mol. Để yêu cầu chúng ta tính agam glycine thì chúng ta lấy mol nhân cho m lớn, hắn là 146, mình đưa tính bằng bao nhiêu? Mười tám phẩy hai mươi lăm. Như vậy đây đáp án người người ta ra đề cho chuẩn rồi.
Bây giờ như vậy có đúng ở đây mình vẫn chọn C, bởi cách mình sửa lại. Coi kiến gì câu này không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đúc kết này. Bây giờ chúng ta có ly sinh, ly sinh. Ở đây qua HL thu được x. X đầu qua nào H thì thu được y. Bữa y là hợp chất hữu cơ, hỏi y là thằng nào? Ly sinh đây. NH2. Ly sinh của chúng ta có tất cả là 6 carbon, một carbon thì còn lại đây là 5. Đó là C5H9 đấy. Cộng cho bây giờ chúng ta có mấu chốt cuối cùng là qua 3 giờ. Qua 3 giờ thì thằng nào 3 giờ để lại, còn thằng nào không phải là 3 giờ thì biến thành 3 giờ C5H9 NH2. Cái triết lý này để chúng ta làm nhanh cái chuỗi phản ứng trong vòng vài giây thôi. Rồi, bạn biết là cái thằng COOH của chúng ta là gì? Là axit, để là 3 giờ thì chúng ta gắn natri vào. Thế thôi. Đó. Được rồi. Còn khi mà người ta cho glycine qua tác dụng với HCl thu được X, rồi lấy X tác dụng với NaOH thì mình quy đổi bài toán về như sau. Mình coi hỗn hợp này là hỗn hợp X luôn, gồm có glycine đi tác dụng với NaOH và HCl tác dụng với NaOH, em hiểu không ạ? Đó. Để dẫn rõ bản chất, còn sau khi rõ bản chất rồi thì sau này chúng ta sẽ làm một cách bình thường thôi, có gì khó. Đó. Vậy thôi em ơi. Như vậy mình dừng bài giảng này lại tại đây nha. Cái bài này thì nó không có khó. Nó cái nhiệm vụ của bạn là chúng ta phải hiểu là qua axit thì nó sẽ thu được môi trường axit, còn qua bazơ thu được môi trường bazơ. Axit là trong bản thân nó phải có clo này. Được chưa? À, đúng hơn là có NH3Cl và có nhóm chất COH. Còn qua bazơ thì nó sẽ thu được môi trường bazơ. Môi trường bazơ là có chứa CONa và NH2.